Quý vị thân mến, hiện tại tối hôm nay Pura đang có mặt tại ở địa chỉ là 479 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh quý vị ơi. Trước mặt quý vị đây là quán bún mọc, bún giò heo, hủ tiếu sườn. Đây là một trong những quán mà Pura cách đây khoảng 4 tháng quý vị. Lúc đó Pura có quay và chia sẻ đến với toàn thể quý vị một lần rồi. Nhưng mà chắc là bây giờ quán về vào trong nên có thể là quý vị nhìn cái bảng hiệu này quý vị không hình dung được. Thì lúc trước là chị bán ở bên đây nè quý vị. Lúc trước là cô ta đặt cái tiêu đề là hủ tiếu sườn Bolero quý vị. Hủ tiếu Bolero á, là buổi tối á, buổi ngày á thì chị bán ở trong, còn buổi tối thì chị bán ở ngoài. Thì cái thời gian gần đây không biết là như thế nào, bây giờ là chị đã chuyển vào trong rồi quý vị. Đó, thì hôm nay cô ta đi ngang qua lại đây thì luôn tiện hỏi thăm cũng như ghé chia sẻ lại để với toàn thể quý vị thêm một lần nữa nha. Đi mình qua mình hỏi thăm chị nha quý vị. Hiện tại bây giờ thì khách rất là đông quý vị. Bây giờ là khoảng gần 7 giờ tối tại Sài Gòn. Đây vì cô ta đi vào trong nha. Cô ta tới gặp chị là quý vị nhìn, quý vị nhận ra liền à. Ô em chào chị. Hey, hello. Dạ cảm ơn chị em về. Ủa chị nay tao chuyển vào trong rồi chị. Chị vô nhà trước Tết. Trước Tết hả? Dạ, bữa em có nghe chị gọi. Tại vì hôm bữa cái cô bên đó cô lấy lại nhà cô bán á. Dạ. Thành thử ra là đi vô nhà bán luôn. Dạ. Mới lại sợ mưa, giờ chuẩn bị trời mùa mưa tới á. Dạ. Em vô nhà bán rồi kế bên rồi thôi em để xe cho khách trong nhà luôn. Dạ. Bây giờ là trả lại mặt bằng bên kia nhưng mà mướn lại cái bên đây. Cái bên này là để xe cho khách. Dạ, rồi có chỗ để xe cho khách cũng yên tâm hơn đó. Dạ. Rồi bán ở trong đây nè quý vị. Thì bây giờ quý vị đến ăn thì quý vị ngồi ở trong đây nha. Không gian rộng rãi thoải mái lắm quý vị. Không có ồn ào, không có bụi bặm đâu quý vị, thì quý vị ngồi ở trong đây. Thì lúc trước ở đây là quán cái đâu? Thì bây giờ đã dẹp rồi, bây giờ là bán chuyên luôn. Như vậy thì mình có thay đổi thời gian bán không chị? Cũng vậy em. Cũng 4 giờ chiều. Cũng 4 giờ chiều bán tới khi nào hết hàng nghỉ. Dạ. Tùy theo bữa, có bữa hết sớm thì mình nghỉ sớm. Dạ. Hôm nay dịch chắc bán chậm gì hả? Bán chậm hơn lúc trước. Dạ. Chứ cũng đỡ một chút. Dạ. Dịch cho nên nó bán chậm hơn một tiếng. Dạ. Tại người ta cũng sợ tụ tập á. Dạ. Trước em quay xong thì có mấy anh nào tìm đường không ra, tìm địa chỉ không được. Cũng có mấy anh tới đây tìm xong rồi cái hỏi thăm ta cái chữ Bolero phòng trà cái bà chạy xuống người ta cũng nói ở xa dữ lắm mà chạy xuống. Dạ. Nói có mấy anh ở đâu bên Gò Vấp quận 12 gì chạy tìm không ở thấy. Tuốt ở trên Tuốt ở trên Bình Tân rồi nè. Bình Tân rồi với Phú Nhuận gì cũng chạy vòng vòng xuống đứng đây chơi cái cũng ghé. Đây vì quý vị nhìn lại cái tủ giò sườn của chị ha, quá hấp dẫn luôn. Là như hôm nay mình có áo đồng phục hả chị? Có áo đồng phục có thay đổi tại vì cho khách dễ phân biệt á. Dạ. Một nhiều người thì nghĩ hai quán là một. Dạ. Lúc trước thì lúc mà ta ra ta bán vậy cái khách cứ tới nghĩ hai quán là một. Dạ. Cho nên mình có thay đổi chút xíu thì khách dễ phân biệt á. Dạ. Ở đây thì hai quán nhìn thì giống nhau nhưng mà thực chất là không phải cùng một chuỗi nữa vì nghĩa là hai quán là khác nhau. Quán của chị thì nằm ở trong có áo màu xanh. Mình qua đây mình sang cái nồi của chị coi. Dạ em lấy cho con cái nồi dưới đằng con bớt rồi cái xương ống này ra coi. Cái nồi ở dưới nhà con nhà bớt ra xương ống này ra đây. Bớt cái xương này ra để mềm quá. Dạ đây. Xương ống á. Xương ống thì mình phải bớt ra. Dạ. Tại vì chị bỏ chị hầm thì mua xương ống rồi trưa khách mua về quá trời rồi còn nhiêu đây để bớt. Dạ. Ra chứ để nó rụt á. Nó rụt hết rồi nè.
giống như vậy rồi. Dạ. Vớt ra hết rồi. Nay như nhìn nhân viên cũng đông hơn gì hả? Thay đổi chút xíu. Dạ. Nói chung là vô nhà thì giá cả cũng thay đổi chút xíu. À, có thay đổi. Trước là mình bán đặc biệt là 40, dạ, nhưng mà giờ thì 50. Dạ. À. Vì đây nhìn thấy khách rau. Tại vì bây giờ chị dọn vào trong rồi thì cái giá nó cũng có chút thay đổi nè quý vị. Ở đây có giá rõ ràng quý vị ha. Bún mọc chả 30 này, bún giò heo 35. Đó quý vị có thể đọc tham khảo nha. Ở dưới đây là bánh canh. Và ở dưới đây là hủ tiếu. Hủ tiếu khô. Oh.
Thôi, chắc Phu Tha dừng ở đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha nha. Thì nếu mà quý vị có đi ngang qua đường Tô Ký ở địa chỉ là 479 phường Trung Mỹ Tây, quận 12 thì quý vị có thể ghé về dùm thử. Thì lúc trước là chị bán ở ngoài, nhưng mà bây giờ thì chị đã dọn vào trong rồi. Và ở bên ngoài thì bây giờ đã có thêm một người mới bán, và một chiếc xe cũng y chang như chị như vậy quý vị. Đó, thì bây giờ quán chị đã dọn vào trong, và cái giá thì cũng có chút thay đổi đó quý vị. Lúc trước thì chị bán ở ngoài thì một tô đặc biệt là 40, nhưng mà bây giờ thì chị vào trong là tô đặc biệt là 50 nha quý vị. Khách càng về đêm thì càng đông. Quý vị ăn thì để xe phía trong đây. Nay thì chị cũng có áo đồng phục để nhận dạng quý vị. Rồi, quý vị nhớ nhấn like, share, subscribe đúng không chị, kênh Vina TV nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.